À, kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Bình Định Giáo Yêu. Ngày hôm nay em ghé nhà cô Liên ở Mỹ Tho có nuôi một chị gái bại não quý vị ơi, hoàn cảnh rất là khó khăn. Dạ con chào cô Liên ạ. Con nghe nói là cô có nuôi một em cũng bị bại não hả cô? Là em gái em trai con? Gái Ờ không có ai ba hết. nó chết rồi, Còn anh em gì không cô? cô Út không có anh Dạ. em, Là cô có một, một người con duy nhất một là người con. Em đó. Là em đó năm nay nhiêu tuổi rồi? 40 Nhưng mà hình như yếu là lắm con á, cô thấy đi đứng được, mà. đi được mà yếu lắm, Dạ. đi hay té không dám dẫn đi xa. Nó không có nặng như em kia. Em kia nằm một chỗ luôn. Ừ. Em kia nằm liệt luôn, không Nó biết gì ở hết. đó bại hoàn toàn, nó Dạ. bại hoàn toàn luôn, mắt Ừ. không thấy đường luôn, Ừ. như nó như người thực vật. Vậy là nó người thực vật rồi. Rồi còn cũng có một người bại não em quay mà vẫn bình thường, vẫn đi đứng sinh hoạt bình thường, nhưng mà khờ khờ chậm chậm vậy thôi. Còn người thì có người thì nặng, quá nặng. Nó thì đi được mà phải dẫn, đi Dạ. có khi đường dẫn bệnh nó bị vậy đó, Cũng bị động động kinh kinh hả? đó, Có động được kinh không? có động kinh. Dạ. Nhưng mà bị cái rồi cái để xuống thôi à, chứ không có giật hoài, như là giật mình, như là người giật mình rồi dùng tay lên cái. Nhà cô cũng rộng quá trời rộng nè. Hơn cái là mình có nhà ở cũng khỏe, không ở trọ. Nhà này nhờ Kỳ đó, cô bạn sửa cho cô đó, Dạ. chứ cô hồi đó nhà tệ lắm, hồi đó nhà lá Giờ nó cũng sập xệ hết luôn nè cô. sập xệ Trang hết góp rồi, hết bể luôn. nhà này chắc xây cũng mười mấy 20 năm rồi à. mười mấy năm rồi. Dạ. Trời Giờ dậy liền kìa, lên tiếng rồi, lên tiếng rồi, trời. kêu dẫn ra đây luôn đi. Quá. Vậy đi con, vậy có khách rồi con, À. đi vậy 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 có khách nè, vậy con vậy giỏi quá nè, giỏi nè. À, đi ra con, Là em 40 tuổi rồi quý vị. Ngại không ta? ra con, Phải cười. ra con, ra con, Chị. Chào chị. ra ra ra. Chị đúng không? Chị lớn em mà. À, ra đi con, ra đi, ra đi con. Hello người đẹp. Nó nghe tiếng người đó, đi con dép ra, đi ra chết, để chạy đầu lại cho nó hả con. Là chị này có tự đi vệ sinh được không cô? Hay là Không, cô đi đứng dậy con, nó kêu, nó mắc đi, nó kêu. vậy hả? Đi ra quay Đi phim đi cho em, để con ra đi quay đi phim đi, cho con. đứng dậy con, đứng dậy. Đứng dậy đi, đi ra em quay phim cho đẹp nè. Bà đi vệ sinh. Hello, cười cũng đẹp gái dữ ta. Sao bà la hoài vậy? Đi đi đi, 40 tuổi rồi đó. chắc thấy người lạ. Trời Đi ơi, ra nó nuôi sao về khổ lắm. rồi, hỏi cô già gì nữa rồi sao, cô già nữa Lỡ ai mà chăm cô sóc mất đi một cái là không ai chăm nữa luôn á. đó, bởi vì giờ vệ sinh rồi nữa, Mà cô tới già chừng đó nhà nước cũng đưa vô cái chỗ nào đó, chỗ nuôi á. Sit down, please. Ở đây cũng là Mỹ Tho luôn quý vị, cũng quay một hoàn cảnh cũng bị bại não luôn. để chạy đầu lại coi Thế cho nào làm đẹp hả? nè, biết rồi, trời trời hoài à, anh như thấy người lạ vui hay sao Bà, chị cũng trắng quá trời luôn nè. á. Ở trong nhà không à, Rồi trước nhà cô có cây bưởi rồi, công viên cũng khá là rộng luôn quá nhà. Có khế nữa. Chị nghe được không cô? được. Được hả? Chị nhiêu tuổi rồi? Nó không biết nói, không biết trả Không biết lời nói đâu. hả? Nhưng mà biết không, nói gì biết không cô? Biết nhưng mà nó không có đối đáp được. Để đi, để Con cho ngồi một đi. lượt rồi. Con đứng Con ở tránh ở cái quận nào vậy? Con ở Thủ Đức. Dạ hả? Dạ. Chứ không phải ở Sài Gòn hả? Thì Thủ Đức là Sài Gòn Ở á. Sài Gòn nhưng mà đi ra xa chút, không có trung Nó tâm. thuộc rìa á con. Ngoại ô Ngoại vậy. ô á.
quận 1, quận 1, quận 2, quận 1, quận 3, quận 10 đó là nó trung tâm hơn. Ủa chị 40 tuổi cũng tóc bạc luôn kìa. Tại nó giống ba nó. Cái này tại giống ba nó. Là hồi xưa là cô đẻ một mình chỉ là cô không đẻ nữa. Là cô đẻ cô thấy bà não là cô sợ luôn hả hay sao? Hồi mới đẻ ra không có biết đâu. Vì hồi đó sanh mổ mà. Dạ. Hồi đó cô không đó tiên có tiến như bây giờ đúng không? Đúng giờ siêu âm phát hiện. Hồi xưa đâu có siêu âm gì đâu biết. Thì đẻ ra mới nhìn thấy mới biết thôi. Sao rụng hết răng rồi trời? Té ra. Té mà rụng răng luôn té hả? Té gãy. Trời đất ơi. Té hai lần, lần bị hai cái này rồi lần sau té bị. Té nhũi đập mặt xuống. Nó té là đập mặt không? Đập mặt không, đau chừng nữa. Chân yếu đó, tay cơ đó. Cô ơi, thì ngày hôm nay con ghé quay hoàn cảnh thì con có trích 500 ngàn của cô Mạnh Quân ở Mỹ. Con tặng cho cô mua gì cho chị ăn nha. Dạ. Cô này cũng là cô Liên mà hoàn cảnh trước cũng bại não cũng tên Liên luôn quý vị, cũng ở Mỹ Tho luôn. Được chị đây giới thiệu nè. Chị cũng đi bán vé số. Ủa cô có đi bán vé số hay cô làm cái gì? Không cô ở có nhà làm, thôi hả? Ở nhà giữ đó. Cô ở nhà giữ thôi, rồi đi chợ cứ xới rối vậy hả? Đi chợ thì khóa cửa lại để nó trong nhà. Cô không làm gì sao có tiền cô? Có nhà nước có trợ cấp tháng. Là hai mẹ con là 1 triệu mấy hả? 1 triệu mấy. Triệu sáu, 20 ngàn. Sao tại cao vậy ta? Người bệnh rồi người nuôi à. Người nuôi được tiền nữa đó. Người bệnh được mấy trăm, người nuôi được mấy trăm gì đó. Là có 1 triệu mấy mà ở thành phố làm sao đủ sống? Là người ta cho gạo, cho đồ ăn đồ cho chứ. Cho gạo nè. Được tháng 10 kg gạo. Dạ. Còn bệnh thì có bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế là 100% luôn. À 100%. Vậy cũng đỡ, con thấy hình như tháng 7 này người ta cũng cho đồ gà. Thích cho gạo vào ăn. Là anh em cô, gia đình cô mà ở đây luôn hả? Gốc từ xưa giờ ở Mỹ Tho luôn hả? Không phải. Hồi đó quê gốc ở bên Bến Tre. Dạ. Tại qua Mỹ Tho đi học. Rồi cái cũng như coi đây là quê hương thứ hai. Dạ. Có chồng đây. Đây vậy? Đi chơi, chào đi chơi. Đi chơi hả? Còn xã cô là người ở đây hả? Mỹ Tho hả? Người Mỹ Tho. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi ta? Chắc cũng sáu mấy 70 hả? 77 tuổi. Ồ, 77 tuổi còn trẻ à. Trời, cô trắng thế với nhỏ con. Gần 80 tuổi rồi đó. Trời, gần 80 tuổi mình thấy trẻ. Ngủ rồi ngủ nữa hả? Có uống thuốc thần kinh gì không cô? Có. Có, mới ngủ vậy đó. Nó uống thuốc tâm thần. Uống thuốc vô là ngủ vậy hả? Ngủ ly bì rồi tương ơi. Hồi mỗi lần không có ngủ, mới ngủ trong năm nay hà. Mỗi lần đâu có ngủ vậy. Là ngày nào cũng phải uống thuốc, không bỏ cử nào luôn. Không uống thuốc thì nó bị giật. Dạ. Yeah. Thuốc chống đồng kinh. Thuốc cũng lạnh nhà nước cho đó. Uống nó nóng dữ lắm, ngày nào uống thuốc tay nóng. Giống bé phát đẳng đó, phải uống vậy đó. Nhưng mà chị nên nhẹ, nhẹ hơn. Đi tới luôn được. Đâu. Cũng đi té hay sao, thấy chân giò gì đâu, tùm lum tà la vậy. Ngứa nó gãy ra, nó gãy nó móp á. Cày chỗ hết trơn à. Tại cô lúc đó mua cà tím về ăn á, cái nó bị vậy, giờ không dám mua đó nè. Không, cà tím không. Vô ngủ nữa không? Vô ngủ nữa không? Ngủ nữa à? Ngủ nữa hả? Nghe hả con, nghe mà không nghe, nói được thôi. Nghe hiểu được hết trơn á mà không. Không nói được thôi à, chứ nghe nó hiểu à. Vậy là chị này tên gì? Nhi. Chị có phải tên Nhi không? Phải không, gật đầu đi. Gật đầu là phải. Phải không con? Chị tên Nhi đúng không? Phải không, nói đi con. Phải, nói đi. Phải. Phải. Phải, nói đi. Nói cho em nghe đi. Nói phải, nói cho Mạnh Thường Quân nghe kìa. Em đi thăm chị. Là 40 tuổi là chắc 85 hả ta? 83. À, 83 là Quý Hợi. Quý Hợi. Quý Hợi có nhiều người sướng lắm chứ. Cái gì cũng sướng nè. Cũng đâu làm gì đâu, mẹ chăm. Thì hồi sinh ra năm Quý mới đặt tên Quý Nhi luôn. Đó. Quý Hợi đó.
40 tuổi rồi đó, bị bại não rồi. Cũng không biết gì hết trơn quý vị ơi. Khổ quá trời khổ, là mẹ chăm từ nhỏ tới lớn luôn, nó không rời nửa bước luôn á. Mỗi lần đi chợ cũng đâu dám ở lại tám chuyện rồi, đúng không? Mua về liền hả? Đi lại lại vậy. Nhưng bé này đâu cần xe lăn để ngồi đâu, bé này đi được mà. Rồi lâu lâu mẹ có dẫn đi dạo phố không hay là ở nhà miết vậy? Mỗi lần còn dẫn đi chợ được. Dạ. Còn đi được. Tự nhiên trong năm nay nó vậy đó. Yếu hả? Yếu chân luôn rồi con. Cô cũng yếu, cô cũng già nữa rồi sao rồi. Cái này gãy. Mũi cắn gì đâu mà nó ngứa ghê vậy? Ngứa bị phong rồi, cái này bị phong rồi. Nó gãy dữ lắm. Ngứa cũng khó chịu nữa, bứt rứt nữa chứ bộ. Ừ. Đi chơi không Nhi? Dạ. À đi ha. Đi chơi hả? Dạ. Trời ơi. Ngủ đi chơi cái đi liền. Thích lắm á, đâu ít được đi mà. Đi hả? Nắng quá sao đi? Để nhà đi hồi mẹ cho con ăn cơm rồi hả đi. À, ăn cơm rồi chưa đi, ăn để cơm. Đi rồi đói bụng đó. Đói bụng xỉu á. Ăn cơm xong mới đi chơi được. Đi chơi nắng là đi ra nắng đi lắm. Biết, hỏi đi chơi đi. Thấy khổ quá trời khổ luôn quý vị ơi. Ừ. Con mình nó lớn tuổi xíu chăm không nổi nữa cô. Vài năm nữa cái cô yếu nữa nội mà chăm em chăm sóc vệ sinh ăn uống cũng... Chừng nào mà yếu quá thì gửi trung tâm á. Thôi cậu với con gì? Nga. Nga này sao quen vậy? Chỉ khán giả của kênh con á. Khán giả con thấy rồi, con thấy số điện thoại rồi con chụp hình của em đằng kia. À. Em khi cũng bại não, con não hơn. Nó nằm chỗ nó đâu có biết gì đâu. À. Con mới chụp hình con gửi cho em Bình Định nè. À. Rồi nó xuống, cho địa chỉ rồi nó xuống, con điện cho con đó. Hồi mùa dịch thì chắc ở trong nhà thôi hả cô, không dám ra ngoài luôn. Rồi ăn uống sao? Đúc ra. Đó là đồ ăn thức uống sao mua? Mùa dịch á. Mùa dịch hả? Người ta cho đồ dữ lắm. Vậy hả? Ở đó người ta cho hả? Người ta đem lại nhà cho rau cải, cá, thịt, đường, đủ cái thứ. Người ta thảy đại tổng hết. Dạ. Sau này mà lỡ cô mà già cô không chăm em, không chăm chị nổi thì cô có gửi vô trung tâm của nhà nước không? Không biết nữa, tới chuyện đó rồi tính. Dạ. Đó chắc phải giỏi được chứ ai đâu mà chăm. Tại chị đây không có biết tự lo cho bản thân mà, cái gì cũng cô mà. Ừ. Còn đi vệ sinh, đi đại tiện là tự đi hay là cô cũng tay cô luôn? Một tay luôn. Trời ơi. Tưởng đi được là tự biết cái kia chứ, không biết luôn hả? Ừ. Không biết đâu. Hơn là không nằm một chỗ như bé Phát. Bé Phát mới cực hơn. Dạ. Nói chung là cực hết á. Trời, nuôi mấy người bệnh nên là quá cực luôn. Khổ. Như cô Liên này thì hồi xưa cái thời cô Liên là không có siêu âm. Chưa có siêu âm. Còn bé Phát đẳng mới mười mấy tuổi, mới mười mấy năm nay là có siêu âm mà không hiểu làm sao mà đẻ bé Phát ra. Đó thấy hay đó, hiểu không bả? Sao mà đẻ bé Phát? Có khi lớn rồi siêu âm rồi cũng phải đẻ, phải siêu âm hàng 2 tháng hay 3 mới tháng còn nhỏ biết á. Lúc nhỏ. 4 tháng mới biết. 4 tháng. Khi biết rồi, không nhưng mà bây giờ siêu âm mà ví dụ như biết rồi thì phá hả? Phá bỏ. Được không? Bác sĩ được. Được hả? Bác sĩ người ta làm được hết. Cái đó là nhà nước cho phép mà đúng không? Ừ, cho phép. Do mình chịu hay không thôi chứ chịu dạ. Là bác sĩ người ta vẫn xử lý được hết. Dạ. Con chạy xe này tỷ trả xuống hả? Dạ đúng rồi, đi 6 mấy cây số á. À giỏi quá ha. Dạ. Cô lên Sài Gòn chưa? Lên Sài Gòn chi? Ấy là cô trước giờ đi Sài Gòn chưa? Có chứ, hồi đó hồi còn trẻ cô làm việc ở Sài Gòn. Dạ. Cô làm gì? Làm thư ký. À, hồi bên làm chế độ cũ hả? Ừ. Rồi hồi đó không có được diện HO đi Mỹ hả cô? Không.
làm thư ký luôn mà cũng được chứ mà. Thôi đâu ra chiến trường đâu, ồ, đi hả? Đánh giặc mới được chứ, đi đánh giặc là ở tù kìa. Hồi hồi đó gọi là chế độ gì ta? Chế độ cũ chỉ quan Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa. Ừ, chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cưng phải đi kiểu mà đi cải tạo, giải phóng sau phải cải tạo từ 3 năm trở lên mới được đi. Dạ. Như ba chị có năm mà cũng đâu được đi đâu. Thời đó thấy cái thời đó nhiều người đi Mỹ giờ cũng có đi cuộc sống sung túc. Ừ. Ba chị mà được 3 năm, tụi chị cũng 3 rồi. Dạ. Có 5 một. Và bây giờ em cũng xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh, ủng hộ Bình Định nhớ yêu rồi. Và cảm ơn cô Mạnh Quân ở Mỹ đã tặng cho cô 500 ngàn để mua sữa bánh kẹo cho chị Quý hả? Quý Nhi. À, Quý Nhi. Rồi, chào tạm biệt cô Liên nha. Bye bye người đẹp. Bye bye công chúa. Bye bye đi con. Đưa tay lên. Bye, bye, bye. Trời ơi. Trời ơi. Đi chơi. Đi chơi. Ăn ăn cơm rồi mới đi chơi. Ăn no rồi mới đi chơi. Vô ngoài lấy cơm đút con ăn nha. Ăn cơm ngủ xong tới giờ mới dậy luôn vậy hả? Xong rồi đi chơi. Nó nghe tiếng nó dậy. Ồ nghe tiếng vậy hả? Ừ. Cũng còn biết không? Bé Phát là không biết gì luôn. Bé Phát đẳng rồi. Rồi bye bye. Mặc đồ đẹp lên Sài Gòn chơi. Đi, đi Sài Gòn chơi. Đi Sài Gòn nha. Đi thành phố Hồ Chí Minh. Được không? Được không? Được không? Trời ơi. Trước nhà cô Liên có trồng cái bưởi rất là đẹp luôn quý vị. À, bưởi quá trời luôn nè. À, quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp glucosamine loại 280 viên hàng của Mỹ với giá là 850 ngàn free ship toàn quốc nha.